Thế thì có một câu hỏi của chị hôm trước thì chị comment thế này các chị này. Chị tên đó là Nhiên Thị Lưu á, không biết là ngày hôm nay chị có mặt trong cái chương trình tối nay không. Thì chị comment là con người thì tiến hóa rất là lâu rồi, vậy thì nó có hợp với việc ăn thịt không? Đó. Ý chị muốn nói rằng là con người thì tiến hóa lâu rồi, bây giờ hợp với ăn thịt hơn thì sao ạ? Thì xin thưa các anh chị, cái câu nói mà bản thân Nam đã từng chia sẻ với tất cả của chị rất là nhiều lần mà muốn chúng ta hãy ghi nhớ nằm lòng, đó là động cơ nào thì nhiên liệu đấy. Và thức ăn á thì có nhiều cái định nghĩa, nhưng đối với Nam á, để mà giúp cho tất cả của anh chị dễ hiểu hơn, gần gũi hơn, thì chúng ta hiểu thức ăn chính là nhiên liệu. Và động cơ nào thì nhiên liệu đó. Một chiếc xe chạy bằng dầu không thể đổ xăng mà nó chạy được. Một chiếc xe chạy bằng xăng thì không bao giờ đổ dầu mà nó chạy được anh chị. Điều này thì ai cũng dễ dàng hình dung và nhận ra, đúng không anh chị? Vậy thì chúng ta phải nhìn, chúng ta phải lắng nghe xem là cái cơ thể con người nó cấu tạo như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn cái móng tay của chúng ta này. Cái móng tay của chúng ta thì nó không có phát triển. Còn á, những cái loài động vật ăn thịt như là sư tử, hổ báo, cáo trồn á, thì cái móng nanh vuốt của nó rất phát triển để nó vồ, nó bắt con mồi, nó săn mồi các chị. Con đại bàng đúng không ạ, cái mỏ của nó rất là sắc, rất là nhọn, và cái đôi chân của nó rất là khỏe để nó lao từ trên cao lao xuống mà nó gắp luôn được cả con nai các chị. Còn những cái loài động vật ăn cỏ như là hươu này, nai này, trâu bò thì móng vuốt cũng không có phát triển. Như vậy là dựa vào cái bàn tay của chúng ta thôi á, là cấu tạo của chúng ta á, nói lên một điều rằng là chúng ta chỉ hái những cái rau thôi, chúng ta chỉ hái những cái quả, hoa quả thôi các anh chị ạ. Đó. Thứ hai á, đó là một cái bộ phận mà để chúng ta nghiền nát thức ăn á, mà chúng ta đang sử dụng nó mỗi ngày, đó chính là hàm răng. Và chúng ta hãy cùng quan sát cái hàm răng của con người đi ạ. Hàm răng con người bây giờ đã tiến hóa rất là đẹp. Đối với một người trưởng thành thì hàm răng người lớn á, là gồm 32 chiếc, bao gồm cả cái răng khôn. Và trong đó có là 4 chiếc răng nanh. 4 chiếc răng nanh chia đều cho hai hàm, đúng các anh chị? 8 chiếc răng cửa chia đều cho hai hàm. Và 20 chiếc răng hàm chia đều cho hai hàm. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng lấy bút chúng ta tính toán. Thì tỷ lệ cái răng nanh á, so với răng cửa và răng hàm á, đó là 1 chia cho 7, đúng không? Bởi vì mỗi một hàm thì có 2 chiếc răng nanh. Đó. Có 4 chiếc răng cửa và có 10 chiếc răng hàm. Thì chúng ta chia cho 2 thì có phải là tỷ lệ là 1:7 đúng không các chị? Mà răng nanh á thì sắc nhọn để xé thịt. Còn mà răng cửa á, nó vuông á, để cắn những cái rau củ. Đó. Còn răng hàm nó bằng và nó có mấu để chúng ta nhai thức ăn theo chiều ngang, chúng ta nghiền ngẫm thức ăn các anh chị. Thế thì nhìn vào cái cấu tạo của hàm răng á, thì chúng ta thấy rằng là răng nanh rất là ít. Đặc biệt là con người bây giờ răng nanh đã tiến hóa rồi, nó không còn sắc nhỏ nữa, nó gần bằng như là răng cửa các anh chị ạ. Còn chúng ta hãy nhìn cái hàm răng của con hổ xem, con sư tử, thì răng của nó rất là sắc nhọn để mà nó xé thịt. Như vậy là nhìn vào hàm răng của con người mà nếu mà chúng ta chia theo cái tỷ lệ đó là 1:7, thì nếu mà chúng ta ăn thịt á, thì cái khẩu phần ăn mỗi một bữa lý tưởng nhất là nó bé thua 15%. Đó. Còn nếu mà ai giảm được cái lượng thịt tối đa thì lại càng tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn. Tùy vào cái mục đích của mỗi người, có người muốn ăn để cho nó khỏe mạnh, hoặc là ăn để không bị bệnh tật, nhưng có nhiều người muốn đó là ăn thực dưỡng để mình trẻ hóa thật lâu, để lúc mà mình 70-80 tuổi mình cũng trông như những người 50 tuổi.
thì tùy vào mục đích của từng người các anh chị nhé. Tiếp theo á, là nhìn vào cách mà chúng ta uống nước đấy. Thì những cái loài mà động vật ăn thịt á, người ta, các loài đấy uống nước á, nó sẽ liếm nước và nó lấy lưỡi nó uống, nó lép tép. Nhưng mà con người hay là những cái động vật ăn cỏ á, thì uống nước là bằng môi. Nhìn vào cái hành động đó, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra rằng là con người có những cái hành động trong khi mà uống á, nó cũng giống như những cái loài động vật ăn thảo mộc. Tiếp theo là cái túi nước bọt. Khi chúng ta nhai thức ăn, có phải rằng là nước bọt sẽ ứ ra để mà hòa trộn cùng với thức ăn. Thì cái túi nước bọt của con người á, là nó mang tính kiềm, nó giàu tính kiềm. Trong đó nó có một cái loại enzyme là amylase. Đó. Thì nó cũng giống như những cái loài động vật ăn thảo mộc. Trong lúc đó cái túi nước bọt của những cái loài mà động vật ăn thịt á, thì nó chủ yếu là axit các anh chị ạ. Và cái túi nước bọt của những cái loài động vật ăn thịt là nó không phát triển và nó không có giàu tính kiềm như là túi nước bọt của con người chúng ta. Tiếp theo nữa đó là cái dạ dày. Cái dạ dày là gì? Cái dạ dày của con người thì chẳng khác gì như là cái máy ép rau củ quả, chính là cái cối xay á. Thì cái dạ dày nó sẽ tiết ra dịch vị để mà co bóp nhồi nát thức ăn, nghiền nát thức ăn, bẻ gãy thức ăn từ những cái dạng phức tạp sang đơn giản hơn để giúp chúng ta tiêu hóa. Thì dạ dày á, con người nó sẽ tiết ra một cái loại axit được gọi là axit chlorhydric. Nhưng mà người ta đo cái nồng độ dịch vị axit dạ dày ở trong người á, thì nó tương đương với dịch vị ở trong cái dạ dày của các loài động vật ăn thảo mộc. Còn á, những cái loài động vật ăn thịt như là sư tử, hổ báo, thì cái nồng độ được gọi là dịch vị axit chlorhydric á, nó sẽ gấp 50 lần so với là cái nồng độ dịch vị axit ở trong con người. Đó là lý do vì sao á, mà nó có khả năng tiêu hóa được thịt một cách hiệu quả. Thậm chí là những cái loài mèo rừng á, cái nồng độ axit nó gấp rất là nhiều lần so với nồng độ axit ở trong cái dạ dày con người. Thành ra khi mà nó nuốt chừng một khúc xương á, thì dịch vị axit có thể làm tan được cái khúc xương đấy luôn các chị. Tiếp theo nữa đó là cái cơ quan mà tiêu hóa cho cơ thể của chúng ta chính là cái hệ thống tiêu hóa, chính là hệ thống đường ruột. Thì đường ruột của con người rất là dài, nó dài khoảng 14 đến 16 mét, thường là dài gấp khoảng 6 đến 8 lần chiều cao cơ thể, và có thể dài từ 7 đến 10 lần tùy vào cách đo. Bởi vì đường ruột chúng ta nó xếp ngoằn ngoèo bên trong thế này. Đó. Nhưng mà đường ruột của những cái loài động vật ăn thịt ấy, thì nó ngắn, cái dạ dày của nó thẳng để nó nhanh chóng tiêu hóa và đẩy những cái cặn bã, chính là thịt động vật có hại, nhanh chóng thoát ra khỏi cái hệ thống đường ruột. Như vậy á, có phải rằng là Nam hay chia sẻ đó là động cơ nào thì nhiên liệu đấy. Như vậy là nhìn vào cái cấu tạo cơ thể người, nhìn vào cái cấu tạo sinh học của cơ thể người, thì con người sinh ra để là ăn thảo mộc các anh chị. Và sự thật là nó đúng như vậy. Có một cái loài mà nó gần với con người mình nhất á, và nhiễm sắc thể nó giống với con người tới 99,4%, đó là loài tinh tinh. Thì loài tinh tinh này mỗi một ngày chỉ ăn khoảng 2 bữa thôi, 1 đến 2 bữa. Và chủ yếu là ăn trái cây, rau ăn lá. Còn nó chỉ ăn một chút ít thịt động vật, chính là các loài côn trùng như là kiến và sâu bọ. Thì nó chỉ ăn chiếm khoảng 3% khẩu phần ăn thôi các chị. Thì cái loài tinh tinh này lại sống rất thọ, không bị bệnh tật, đường ruột rất là sạch đẹp, hồng hào, thông thoáng, chức năng tiêu hóa làm việc rất tốt, không bao giờ bị những cái bệnh như con người hiện đại của chúng ta, như là ung thư, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, men gan, xương khớp, các loại u này u khác, bệnh hiểm nghèo, không có. Và cái loài tinh tinh á, chỉ được tạo hóa ban tặng
cho đúng một cái hệ miễn dịch, chính là bệnh viện của chính nó. Cái thứ hai á, nó biết rằng là nếu mà nó bị bệnh á, nó không có bệnh viện như con người, nó không có cái ông giáo sư này, ông giáo sư khác, nó cũng không biết giao tiếp bằng ngôn ngữ, nó cũng không thông minh như con người, không có những cái điều kiện tiện nghi như là nhà, khách sạn, rồi là điện thoại di động, ô tô, tủ lạnh, điều hòa, tivi, không có các chị. Nó chỉ sống ở trên cây, nó chỉ sống thiên nhiên hoang dã như vậy thôi. Nên là thành ra nó thuần theo tự nhiên, nó tôn trọng thiên nhiên, nó được thiên nhiên bao bọc và che chở. Thành ra nó biết rằng là nó phải ăn đúng cái thức ăn mà cơ thể của nó được thiên nhiên ban tặng. Như vậy là nó chọn những cái loại thực phẩm đúng đắn nó sử dụng mỗi ngày. Và nó đói lúc nào thì nó đi tìm đồ ăn, nó ăn lúc đấy. Và chúng ta thấy rằng là khi nó đi vặt đồ ăn thì cái khoảng cách từ cái quả ở trên cây ấy, nó rơi vào miệng của nó là nhanh nhất, không thông qua chất bảo quản, không thông qua chế biến nhân tạo gì cả. Nhưng con người chúng ta thì là khác. Chúng ta lấy cái quả đấy về thu hoạch, chúng ta sấy khô, rồi là chúng ta làm đủ các thể loại. Chúng ta rút rồi chiết tách, tẩy đi, rồi là chúng ta làm ra những cái món đồ khô, đồ đông lạnh, rồi là bánh kẹo, rất là nhiều cái loại đồ ăn. Thì càng chế biến, càng tinh chế bao nhiêu thì thực phẩm đều mất chất và biến đổi. Còn như những cái loài động vật hoang dã thì nó đói lúc nào nó ăn lúc đấy. Con trâu, con bò, nó gặm cỏ trên cái cánh đồng, trên thảo nguyên cũng như vậy. Nó đói lúc nào nó ăn lúc đó các anh chị. Và thức ăn của nó ăn là tươi sống hoàn toàn. Đó là sự khác biệt về cái mặt dinh dưỡng mà các loài động vật đưa vào cơ thể đối với con người chúng ta. Thì đó là câu hỏi của chị Lưu Thị Nhiên các anh chị nhé. Bởi vì hôm trước á, thứ bảy tuần trước á, chị ấy đã comment liên tục cái câu hỏi này khoảng 10 lần. Thì khi mà Nam đọc lại thì Nam tin một điều rằng là chị ấy mong muốn được có một câu trả lời. Thì ngày hôm nay Nam đã chia sẻ cho chị Lưu Thị Nhiên, và cũng hy vọng rằng là đây là câu trả lời của rất là nhiều người đang quan tâm về vấn đề này các anh chị ạ. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo, quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.